Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây các bạn, một hình ảnh rất là quen thuộc và cũng rất được chờ đợi từ rất là lâu rồi. Rất nhiều các bạn hỏi nhưng mà thực sự là bên mình cũng nhiều việc quá mà không thể làm mà làm combo được. Đấy thì hôm nay đang đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 này thì tranh thủ một chút buổi trưa ấy các bạn, còn chưa ăn cơm luôn đấy. Nhưng mà giờ 2 giờ chưa ăn cơm. Đấy, giờ thì mình sẽ combo cho các bạn đây là được có 2, 4, 5 chậu. Đấy, vẫn thống nhất theo thứ tự từ trái sang phải là chậu số 1 này, số 2, số 3, số 4 và số 5 ở cuối đằng kia. Đấy. Thì giá vẫn không đổi nha các bạn nhá. Size không đổi, giá không đổi là vẫn 700 một chậu, size từ 20 cho đến 30. Mỗi một chậu là 11 em. Đấy, còn chia quân bình ra thì giá nó chứ 11 em mà 700 có ra có hơn 60.000 một em thôi các bạn. Đấy. Đây mình quay chi tiết các bạn xem này. Thứ nhất là chậu số 1 này. Em bé nhất kia để bán lẻ bình thường cũng đã là 50.000 rồi. Size 20. Đấy, còn đâu size tầm 25 là 100.000 một em. Và mấy em size tầm 28 đến 30 là 150, 200 một em. Đấy, đây là chậu số 1. Đấy, bạn nào thích chậu số 1 thì gọi điện để nhắn tin hay là chốt đơn thì cứ chốt cho mình chậu số 1 là được. Đấy, số điện thoại này, Facebook, Zalo mình để ở dưới phần mô tả bên dưới các bạn nhé. Đấy, các bạn thì bấm vào là các bạn có thể. Đấy, chậu số 1. Đây, cá này rất là to nhé. Em này size, em này có thể size khoảng 30 rồi nhé các bạn nhé, chứ không phải hàng bé nhé. Đấy, còn em này rất đẹp luôn này. Đấy. Đấy, cù hoặc cù rồi. Đây, chậu số 2. Đấy, chậu số 2 này thì chậu này có cả thước luôn này. Đây, đo thử một em này. Chậu này thì size trung bình ấy, hơi bé. Không có em là to hẳn. Có em nào to hẳn ở đấy không? Sẽ nhấc một em ra để cho một em to hẳn, có phải có em size 30 rồi. Đấy, mình vừa đổi một con ra đấy. Sẽ con này, đây, size này. À, có con đuôi ra xem nào. Đấy, size tận 32 luôn các bạn nhá. Đấy. Rất to luôn. Đấy, đây. Hàng chậu số 3 này. Đấy, chậu số 3 đấy, em này cũng rất to luôn này. Đấy, chậu số 3. Đây, quay luôn cả hai chậu số 4 và số 5 luôn cho nhanh ấy. Chậu số 4 này. Đấy, có em lưng đen này, rất to này. Đấy, còn size trung bình nó sẽ rơi vào size 25 các bạn. Đấy, em này ánh kim đẹp quá này. Vàng ánh kim em này rất là đẹp luôn. Đấy, còn size 25 thì bên mình vẫn bán là 100 một em. Nhưng đây chỗ này là 11 em các bạn nhé, chứ không phải là 10. Đấy, sang chậu số 5 cuối cùng này. Em AK Matsuba quá đẹp luôn. Đấy, được em là hai em bể này, hai em to. Đấy, ok các bạn. Đấy, mình chỉ quay tranh thủ nhanh gọn thôi để các bạn xem này. Ba bạn kết chậu nào thì các bạn nhắn tin inbox vào nhá, để mình sẽ để riêng cho các bạn. Thì combo chắc chắn là bán cũng sẽ rất là nhanh, nên là bạn nào cần chốt thì chốt nhanh. Còn đợt tới mình rảnh thì sẽ tiếp tục triển khai combo tiếp các bạn. Bởi vì cũng lâu lắm rồi, mình cũng từ Tết tới giờ là chưa combo lần nào luôn. Đấy, chỉ trong Tết nữa. Thời gian trước Tết thì combo rất là nhiều đấy, các bạn nào theo dõi mình thì biết rồi đấy. Còn đâu là gần Tết là rất là bận. Thôi ok các bạn, đấy mình kết thúc video này rồi.
Các bạn thấy video mình hay thì tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video nhé các bạn nhé. Ok, bye bye.